Ban biên tập viên xin được gửi lời chào và cảm ơn từ quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Thiên Việt. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới sau đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Lốc xoáy với sức gió 150 km/h đổ bộ vào Giang Tô, hàng ngàn mái nhà bị phá hủy trong chốc lát. Theo nội dung của Epoch Times đăng tải vào ngày hôm vừa qua, một cơn lốc xoáy mạnh với sức gió 150 km/h đã càn quét qua Thuận Dương và Liên Vân, cảng tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Những nơi chưa từng xảy ra lốc xoáy bao giờ cũng đã lần lượt xuất hiện cuồng phong. Đoạn video được đăng tải ở Giang Tô, Trung Quốc cho thấy sức gió và ba tia chớp lấy lên và trụ cột bị ngã, mái tôn và các mảnh vỡ của tòa nhà bị gió thổi bay tốc lên không trung. Nhiều tòa nhà bị hư hỏng nặng, cây cối bên đường bị quật ngã. Nhiều cư dân mạng cũng đăng tải thông tin trong khu vực của họ. Trận lốc xoáy đã gây thiệt mạng nặng nề, nhiều tòa nhà bị tốc mái, mùa màng bị tàn phá. Các nhân viên của chính quyền thị trấn Hiếu Nghĩa cho biết, một số tòa nhà đã bị hư hỏng nặng do cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến và đang được cứu trợ. Cục quản lý khẩn cấp huyện Liên Vân Cảng cho biết, các bộ phận liên quan đã được điều động đến hiện trường để tìm hiểu tình hình thảm họa. Khi đất nước này còn đang chật vật với đủ loại các thảm họa, thì ông trời và mẹ thiên nhiên tiếp tục vùi dập Trung Quốc bằng những cơn bão thế kỷ, được ví như là bảo toàn thế. Theo hình ảnh vệ tinh của trang mạng chuyên theo dõi trên Biển Đông cho biết, hình ảnh cung cấp về cơn bão số 2 đang càn quét quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nó đánh sập gần 150 tàu thuyền đánh bắt cá của phía Trung Quốc đang neo đậu tại đảo này, bởi vì trong 3 ngày vừa qua, phía chính quyền ông Tập đã cho tàu thuyền của Bắc Kinh tràn xuống Biển Đông để đánh bắt thủy hải sản lên tới 3.000 thuyền các loại. Và cơn bão số 2 ập đến đã quần thảo đánh cho tan nát và đánh sập gần 150 tàu thuyền các loại của phía Trung Quốc. Đây được cho là nhân quả báo ứng khi phía Trung Quốc cấm các tàu thuyền của Việt Nam đánh bắt thủy hải sản ngoài Biển Đông, nhưng lại cho 3.000 tàu thuyền các loại của Trung Quốc tràn ra ngoài Biển Đông để khai thác thủy hải sản. Đó chính là tội lỗi mà Trung Quốc gây ra, thiên nhiên được cho vẫn tiếp tục ra tay để trừng trị phía Trung Quốc. Liên quan đến cơn bão số 2, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam nhận định, trên Biển Đông, bão có khả năng mạnh đến cấp 11, giật trên cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Bão đi vào phía Nam tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây của phía Trung Quốc và xuyên thẳng vào thủ đô Bắc Kinh và quảng trường Thiên An Môn, gây ra mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, thảm hại tại 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Theo các chuyên gia, nếu cơn bão số 2 đổ thẳng vào đập Tam Hiệp ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, thì chắc chắn con đập này sẽ vỡ. Đứng trước tình thế nguy hiểm và cấp bách kể trên, chính quyền Bắc Kinh đã ra một thông báo khẩn cấp di rời toàn bộ người dân ngay trong đêm ngày hôm qua, và hiện cơn bão số 2 đang hoành hành tại đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Nước lũ cũng đang chảy qua các cơn sông lớn như sông Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90 đến 150%. Tin buồn cho Trung Quốc khi mà Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, tình hình mưa lớn, bão tố, động đất, núi lửa trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 26 tỉnh, thành miền Nam nước này, để đề phòng người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình ảnh của người dân sau một thời gian dài chống chọi đã quá kiệt sức rồi, nên bây giờ lũ quét mà xảy ra thì chỉ còn nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Mười mấy năm nay, các loạn thiên tai ở Trung Quốc liên tiếp xuất hiện, cảnh tỉnh con người như là bão lốc xoáy xảy ra dày đặc, bão cát đầy trời, điện tích ảnh hưởng ngày càng lớn, hạn hán thì liên tiếp trên diện rộng, lũ lụt và mưa lớn diễn ra khắp nơi không theo mùa. Những trận mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục và lũ lụt do chúng gây ra đã lây lan toàn bộ khu vực sông Dương Tử, từ trung lưu, hạ lưu và lưu vực sông Châu Giang, Tây Giang. Chi cục phòng chống lũ lụt cho biết nhiều sông đã vượt mức cảnh báo. Thông tin thời tiết cho thấy một vành đai mưa đang kéo dài từ Quảng Tây về phía Đông Bắc đến Giang Tô. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam cao thứ hai trong ngày hôm đó. Tại tỉnh Hồ Bắc, thảm họa nghiêm trọng nhất trong những ngày gần đây, mực nước của nhiều trạm thủy văn ở trung lưu sông Dương Tử trong lãnh thổ đã vượt quá mức cảnh báo đo đạt được vào ngày thứ ba. Tứ Xuyên và Vân Nam tất cả vẫn đang phải vật lộn với dòng nước dữ. Xen kẽ với đó là những trận lở đất kinh hoàng, những cơn mưa đá mang theo những tình hải kỳ dị to bằng cái bát. Kể từ đầu tháng, khi nước này bước vào mùa lũ sớm hơn dự kiến, trụ sở quốc gia kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Trung Quốc cho biết, lũ lụt năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến 1.192 quận trên cả nước, đã khiến 271 người chết và mất tích, 45 người. Tổng cộng phòng chống chỉ ra rằng tổng số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt lên đến xấp xỉ 50 triệu người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 29,42 triệu ha, 56.000 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 32 tỷ đô la Mỹ. Tổng cục Quốc phòng cũng cho biết so với giá trị bình quân cùng kỳ năm trước, khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lũ năm nay, số người bị ảnh hưởng, số người chết và số nhà sập đều giảm đáng kể, nhưng thiệt hại và trực tiếp về kinh tế cao hơn 51%. Theo BBC News, 56 thị trấn và làng mạc ở 3 quận của thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và quận Bi San bị ngập lụt. Các thành phố Suzhen, tỉnh An Huy đã bị ngập úng nặng nề, ô tô trôi lênh láng, phương tiện di chuyển cấp bách lúc này của người dân là xuồng, cano và thuyền nhỏ. Tại tỉnh Hồ Bắc, nơi án ngữ con đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp mực nước sông Dương Tử đang tiến đến bờ kè Hán Khẩu.
sông Tùng Hoa và sông Hoàng Hoài nhiều khả năng xuất hiện thêm nhiều đợt lũ mới. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, nước sông dâng lên rất nhanh, vì thế đề phòng lũ quét, sạt lở đất, lũ ống, nhất là động đất sóng thần. Hơn 80.000 con đập lớn nhỏ trên khắp Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ bị vỡ đập, trước cảnh báo vượt công suất và hiệu năng trữ nước. Đặc biệt, hai con đập lớn gần với đập Tam Hiệp, nơi có dòng sông Dương Tử chảy ra, đang đặt báo động mức cao nhất. Nhiều khả năng cao lũ ống cũng xuất hiện tràn về vì mưa to xối xả vẫn không ngừng chút xuống. Mưa to dữ dội, lũ quét liên tục ập về khiến truyền thông của Trung Quốc ám chỉ nhiều con đập giá nua sắp vỡ bất cứ lúc nào ở nhiều tuyến đê bao quanh con sông Dương Tử. Một điều không lành sắp xảy ra là khả năng cao các đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ, khiến cơ quan đầu não chính quyền ông Tập vô cùng lo lắng và triệu tập các cuộc họp ở các cấp tỉnh và sở tài nguyên của nước Trung Quốc được tiến hành. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc vào hôm ngày hôm qua cho biết đã có 317 người chết và mất tích, 30,2 triệu người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt ở khu 27 khu cấp tỉnh, hơn 1,7 triệu ngôi nhà phải sơ tán, 22.000 ngôi nhà bị đánh sập với thiệt hại trực tiếp kinh tế lên đến 105 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với cả 11 tỷ đô la Mỹ. Mưa lũ vẫn đang kéo dài ở đất nước Trung Quốc. Những cơn mưa lớn tầm tã không dứt này chính là nguyên nhân gây nên những trận động đất kinh hoàng. Tuy nhiên, đó chỉ là theo cách nhìn của các nhà khoa học. Dân Trung Quốc những ngày qua xôn xao nhiều với những thông tin bí ẩn trước những sự kiện lạ thường. Chẳng hạn trận động đất kép xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra các tín hiệu lạ từ phía trên trời, đó là những tia ánh sáng xanh sắc nét hơn cả vận tốc ánh sáng liên tục xuất hiện nơi tâm chấn của vụ động đất. Một số người dân tỉnh Tứ Xuyên thoát nạn nhờ ra khỏi nhà trước đó, mang lễ vật ra ngoài trời cúng vái. Sau khi những tia sét quét qua quét lại nhiều lần thì tiếp theo đó là hai trận động đất kép xảy ra. Trường hợp này người ta gọi là tín hiệu báo hiệu gần, nó thường xuyên xảy ra trước khi tai họa ập đến khoảng nửa tiếng. Những tín hiệu báo trước và thời gian được người Trung Quốc quan niệm là điểm gở thường trước đó vài ngày, đôi khi cả 1 đến 2 tháng tùy theo sự kiện lớn hay nhỏ. Điều gì khi đó điểm báo trước cũng xảy ra tai nạn, những kinh nghiệm quý báu đó của người cao tuổi được truyền lại cho con cháu để họ thoát ra qua khỏi những kiếp nạn không đáng có. Hiện tại, mưa vẫn như chút nước xuống đất nước này nhưng tập trung nhiều ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Tỉnh Hồ Bắc chính là tâm điểm của những trận mưa lớn vượt kỷ lục. Nó vực người dân của cả thế giới quan tâm vì nơi đó có con đập Tam Hiệp. Chính quyền Trung Quốc vẫn làm ngơ về những gì con dân của mình đang phải chịu đựng. Họ có những sắc lệnh riêng, nhìn vào có vẻ đó là sự quan tâm của chính quyền đối với nhân dân. Nhưng thực tế, họ chỉ muốn gìn giữ những di tích, cổ vật để làm nổi tiếng thế giới. Đập Tam Hiệp không phải là di tích cổ, nhưng nó lại là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới. Nhiều chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc khẳng định con đập này không mang lại lợi nhuận như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Thậm chí từ ngày nó xuất hiện thì đã làm thay đổi khí hậu hoàn toàn cầu vì làm chậm nhịp quay của trái đất. Cũng chính vì lẽ đó, thời tiết đã xoay chuyển chóng mặt và không đi theo một quy trình nhất định. Các nhà khoa học nói đó là thời tiết cực đoan. Vì vậy đất nước Trung Quốc đã ảnh hưởng hậu quả nặng nề do chính con đập gây ra. Và đêm hôm qua, Trung Quốc bất ngờ hứng chịu một trận lũ ống lũ quét kinh hoàng ập vào ở đây đập Tam Hiệp, làm cho một nửa con đập này bị vùi lấp, khiến tình trạng vỡ đập đang đến rất gần. Sự việc xảy ra quá gấp gáp khiến cho các lực lượng canh giữ con đập lớn nhất của Trung Quốc buộc phải báo động khẩn cấp, tức là báo động mức cao nhất. Theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được, tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết vào lúc 4 giờ 16 sáng một trận lũ ống bất ngờ ập đến. Nó bắt nguồn từ thượng nguồn sông Dương Tử kết hợp với lũ quét ở sông Hoàng Hà, sông Mekong dồn dập đổ về cùng một lúc sau những trận mưa to đến rất to kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt. Tờ báo địa phương còn trích dẫn lời ông Xin, một người dân 63 tuổi đang sinh sống tại vùng hạ lưu con đập Dương Tử và con đập Tam Hiệp, nói rằng vào khoảng 2 giờ 15 rạng sáng ngày hôm đó, khi màn đêm đang bao phủ ngoài trời, cảnh tượng mưa lũ trận lụt đang diễn ra, đường điện thì bị đánh sập. Người dân đang chìm trong giấc ngủ vội sau nhiều ngày đêm thức trắng hộ đê thì bất ngờ cung đập điện Tam Hiệp báo động khẩn cấp. Camera ghi lại hình ảnh đỉnh núi trên cao chiếu xuống thấy những con lũ ống, lũ quét đang ầm ầm ùn ùn từ thượng nguồn đổ về, khiến cho những con chim động vật núi hoang dã đã phải cất lên tiếng kêu vô cùng hoảng hốt. Một lúc sau thì trời ơi, những cơn lũ ống lũ quét kể trên đã vùi lấp toàn bộ 3/4 con đập Tam Hiệp, làm cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn của Trung Quốc phải căng mình chống đỡ. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn vào tượng chuông góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!